Đinh Ba Búa xin mến chào 90 triệu bà con nông dân trên toàn thể đất nước nha. Hôm nay ông anh mình ông có soạn ra mấy con máy xới mini cào cào. Loại này dòng này là dòng xới mini cào cào nha bà con, thích hợp cho bà con xài gia đình xới, gọi là xới để trồng rau sạch, hoặc là mình xới những thửa đất nhỏ, mình xới trồng gia đình thôi nha bà con, xài gia đình thôi. Còn mấy anh em làm mướn làm thơi đồ á, thì lựa mua những con máy to là các bạn phải coi video khác. Còn video đây là dành cho mấy bạn mà xài gia đình thôi. Máy thích hợp cho xài gia đình, máy nhỏ. Nó là xới cào cào. Đó, xới xung quanh gốc cây, bồn cây ăn trái rồi đó. Đó là nó. Hôm nay mình có cái con Tanaka nồng. Con này nó 50 sơ sơ nha. Đó Tanaka này. 50 sơ sơ nồng, con này khủng khiếp lắm. Con này nó nồng của nó bằng cái xe cúp 50 luôn nha. Đó nhiều anh em hỏi nồng 40 mấy 50 ly là con này nè. Đó nồng nó to lắm. Nhưng mà cái dòng này nó là đầu gắt cỏ nha bà con, động cơ 2 thì. Con này nó là động cơ 2 thì nha. Cái đầu máy này là đầu máy gắt cỏ nha. Đó, đầu máy gắt cỏ. Anh em nào mà muốn mua cái này giờ đổ qua gắt cỏ được luôn. Anh em có thể tháo cái đầu này ra, sau đó gắn cái cần vô, bố nó xài bố 330 nha. Tâm nó là tâm 330. Đó. Tháo cái đầu này ra gắn gắt cỏ được luôn. Con này nòng to nha, đó chỉ có những cái dòng mà trên máy xới thôi là nòng nó mới to thôi nha. Còn trong máy gắt cỏ là nòng của nó không có to gì đâu. Không ai dắt nổi cái máy mà nòng tới gần 50 sơ sơ. Cái này nó 50 sơ sơ nha. Nòng của nó khoảng 40 mấy, gần 50 ly á, 40 mấy ly á. Đó. Tanaka. Con số 10 giá 2.9 triệu. Động cơ 2 thì nha bà con. Đó, động cơ nòng to khủng khiếp. Rồi, hôm nay mình giới thiệu cho bà con sơ lược từng con một. Hôm nay tiếp mình có con động cơ 2 thì nữa nè. Con này giá có 1.9 triệu thôi, Tanaka luôn, số 4 này, động cơ 2 thì luôn. Đó, nó là động cơ 2 thì nha, 31 sơ sơ. Nó 31 sơ sơ nha. Nòng của nó khoảng 36 ly. Hôm nay mình có cái con GX31 nè. Nòng 36 ly luôn nè, đó, GX Honda GX31. Đây bà con. Dòng này là Honda hàng nội địa Nhật nha bà con. GX31. Rồi, hôm nay cái con số 1 là con Kubota nha. Kubota. Con này nó là động cơ của nó là GS90. Giá 4.3 triệu nha bà con, giá 4.3 triệu. GS90 Kubota. Con số 1. Vơi tơi nha bà con. Con này nó khoảng 2.2 PS là nó khoảng 2.5 người đó bà con. Đó, con số 1 là Kubota. Con số 2 là con Honda GX31. Con này giá 3.5 triệu nha. Số 2 giá 3.5 triệu. Giá trên video là đã bao phí vận chuyển nha bà con. Rồi bà con có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Zalo số anh trai của mình, để bên dưới video, bên dưới tiêu đề của video bà con gọi trực tiếp nha. Còn bên phần xới này là mình giới thiệu giúp anh trai mình thôi, chứ mình không có quản lý. Nên là bà con phải gọi trực tiếp cho anh mình để mà làm việc, gọi video để mà xem test máy. Rồi con số 3 là giá 3.5 triệu luôn nha. Giá 3.5 triệu con Honda 2.0. Máy này động cơ 4 thì nha. Con GX31 này động cơ 4 thì luôn nha bà con. Cái đầu này đầu cắt cỏ. Đầu này bà con gắn vô cắt cỏ được luôn. Đó, nó là GX31. Rồi. Rồi cái này là Honda. Dòng này là dòng xới chuyên dụng nha bà con. Nó không phải đầu cắt cỏ nha. Còn như dòng xới như vậy là đầu cắt cỏ nè. Cái đầu này là nó xài bộ chế của nó là bộ chế cắt cỏ, nhưng mà động cơ của nó, thằng này nó là động cơ 4 thì. Động cơ 4 thì nha bà con. Bộ chế này là bộ chế cắt cỏ. Còn Honda này là nó xài bộ chế của máy xăng, máy to. Đó, nó xài bộ chế máy to. Nó là dòng xới chuyên dụng. Đó, con số 3 giá 3.5 triệu nha. Đó. Con này là tính ngựa nha. Đó, tính ngựa. Rồi. Con Tanaka này là giá 1.9 triệu nha, con số 4, 1.9 triệu là đã bao phí vận chuyển nha. Đó, con Tanaka 31 sơ sơ là nòng của nó 36 ly. Đó, đầu này cũng là đầu cắt cỏ này bà con. Đó, đầu bộ chế của nó như máy cắt cỏ luôn. Đó, gọi là đầu cắt cỏ. Rồi. Dòng này thì nó nhẹ nè. Dòng này nhà bạn nào mà có phụ nữ đồ mà muốn xới xới đất, mà gọi là xới trồng rau, trồng rác đồ, thì lấy con này xới nó đỡ hơn. Nó thích hợp cho bà con xới đất mềm nha. Hoặc là bà con mà xới máy to rồi, xong rồi lấy con này nè, băm lại những cái gốc, băm xới nhỏ lại cũng được. Đó, xới cho nó mịn đất ra.
đó, đi nhẹ nhàng, xách một tay vẫn được luôn. Nó khoảng con này nó nặng khoảng tầm 8 kg thôi, không nặng lắm đâu. Đó, xách một tay được mà. Con số 5 là con Kubota giá 4,5 triệu nha bà con. Kubota. Con này động cơ 4 thì nha. Động cơ 4 thì. Nó là dòng sới chuyên dụng, gọi là sới xăng, máy xăng đó bà con. Dòng này là dòng sới chuyên dụng á. Nó chuyên sới, đó, đầu của nó là đầu chuyên sới, chuyên dụng. Cho nên là dòng này sới rất là mạnh. Và con nào muốn dòng sới mini nhỏ mạnh thì lấy con này. Đó, con số 5 giá 4,5 triệu, sới rất là mạnh. Rồi, cái con này là Honda nha, giá 3,8 triệu. Dòng này nó là Honda nha bà con. Bà con để ý cái ốp giật thường thường nó màu trắng trắng như vậy là nó là Honda. Rồi, nó mất cái tem Honda rồi. Nhưng mà trong lốc nó vẫn có. Con này số 6 3,8 triệu nha. Số 6. Con số 7 là giá 3,7 triệu nha bà con. Số 7. Con này nó là con gì đây? Con này hiệu nó là Giang Ma nha. Giang Ma nha, con này dòng này máy nó nổ im lắm bà con. Dòng này máy nổ im lắm. Con này mình đã nghe tiếng máy rồi, máy nó nổ im. Con số 7 nha. Giá 3,7 triệu. Con này dàn sới nó chiều ngang 1 mét nha bà con. Từ đây từ bên này qua bên này chiều ngang của nó 1 mét. Đó. Máy thằng này động cơ nó mạnh, máy mạnh nha bà con. Dòng này đầu máy này là cái đầu máy mà gác lên dàn nha bà con, để ý nè. Đó, đầu máy này đầu máy tháo rời nha. Bà con có thể tháo rời được luôn. Đó, đầu máy gác trên dàn và nó chạy là chạy dây cu ro. Đó, dòng này nó tiện lợi chỗ đó, bà con có thể tháo đầu máy ra được luôn và chạy dây cu ro nha. Đó. Còn như cái dòng máy này là nó không phải chạy bằng dây cu ro mà chạy bằng lắp đi thẳng xuống luôn. Đó, còn cái thằng này nó chạy bằng dây cu ro. Nó có dây cu ro nè, cái đầu này bà con tháo ra được luôn. Nhiều khi mình muốn tháo ra mình làm công việc khác được luôn. Đó. Rồi, cái này là nó đi từ bên này qua bên này là 1 mét. 1 mét nha. Còn như này nó đi từ bên này qua bên này là 80. 80 thôi. Là mình đang nói dàn sới của nó. Rồi. Rồi hôm nay mình có con sới đằng trước nha. Con này là sới đằng trước. Giá 5,6 triệu thôi, con số 8. Thằng này nó là Giang Ma nha, nhìn còn rất là đẹp. Giang Ma GA90 dòng này rất là hot trên thị trường. Bán rất là chạy nha bà con. Dòng này đi mà búa mình lên lô video nào cũng bán hết á, là bà con đặt rất là nhiều. Đó, bán rất là chạy. Giang Ma giá 5,6 triệu nha. Dòng này rất là nhiều bà con ưa chuộng nên là các bạn đặt cho nhanh nha. Mấy dòng này bán chạy lắm, rất là ưa chuộng. Một ngày có khi gửi cả 4-5 con, 5-6 con là gửi đi xa, gửi loại này đó, riêng cái loại này thôi nha, ngày gửi 5-6 con đi xa. Rồi, cái con này là con số 9 3,7 triệu nha. Con này nó là Giang Ma luôn. Dòng này nó là Giang Ma nha bà con. Giá 3,7 triệu. Con này thì đầu máy của nó đầu rời luôn nha. Đầu này tháo được nha bà con. Đó, bà con để ý nó có hai chân ốc nè, đằng trước với đằng sau nữa là tháo được dây cu ro. Dòng này nó xài dây cu ro. Đó. Bà con nào mà muốn tiện lợi á, mà muốn cái đầu máy mình làm được nhiều việc á, thì lấy cái dòng này xài. Tại vì cái dòng này cái đầu máy của nó có thể tháo rời ra được. Đó, nó cho mình tháo ra luôn. Là cái dây cu ro đây, nó nằm ở đây. Dây cu ro thì lỡ nó có dùng là trên thị trường bà con mua nó có luôn. Là cái dây cu ro là mua ở đâu cũng có hết. Đó. Rồi con này dàn sới nó chiều ngang là 1 mét. Chiều ngang dàn sới nó 1 mét nha. Đó. Rồi, giá 3,7 triệu nha. Đó, con này là mình quay lại cho bà con xem nha, con Tanaka nòng của nó. Nó là đầu máy của nó là đầu máy cắt cỏ động cơ 2 thì nha bà con. Con này là đầu máy cắt cỏ động cơ 2 thì. Anh em nào mà muốn mua giờ mà vừa sới đất mà vừa tháo cái đầu nó ra gắn vô cắt cỏ thì mua con này xài. Đó, con đó. Tại vì con này nhiều anh em hỏi mình bán mấy cái cỏ, nhiều anh em hỏi là có con nào nòng của nó khoảng 45 ly, 50 ly đồ. Thật ra là mấy cái cỏ là bên Nhật giờ nó không có mấy con nòng mà 40 mấy, 50 ly đâu nha bà con. Là những cái đầu đó là thường thường nó nằm trên dàn sới. Sau đó mình tháo ra mình gắn cần vô bán, nhưng mà mình lười lắm, để bán dàn sới luôn. Còn anh em nào mà muốn mấy cái cỏ to thì mua cái đầu của Nhật này giờ nè. Sau đó gắn cái cần, bộ cần vô là cắt mạnh lắm đó. Anh em nào muốn mấy mạnh á, chứ mấy con này dắt không nổi đâu.
chỉ có những anh trâu bò thôi anh dắt nổi. Nhưng mà con này sới đất thì vĩ đại luôn, con này sới mạnh lắm, máy của nó to mà bà con, 50 sơ sơ đâu phải ít gì, mấy cái cỏ mà 50 40 sơ sơ là nó đã hiếm rồi, còn con này 50 sơ sơ đó bà con, 50 sơ sơ mà bình xăng dưới nha, nó xài bình xăng dưới đó. Đó cái này nhiều anh em cắt cỏ rất là cần nè đó, nên là anh em nào mà muốn mua rồi mà muốn xài đa năng thì lấy con này, giờ vừa cắt cỏ mà vừa xới đất luôn, cái đầu của nó có 4 ốc tháo ra được luôn. Rồi động cơ hai thì nha bà con, nghe rõ nha. Hôm nay mình có cái con số số 12 nha bà con. Con này bán nhiêu anh ta? Con này 5,5 triệu nha bà con, số 12. Con này nó là Yamaha luôn nha. Mitsubishi G270L nha bà con, Mitsubishi. Con này nó đầu máy rồi nè, đầu máy rồi. Đó, đầu máy bà con có thể tháo ra làm được nhiều việc nha. Đó, tháo đầu này ra gắn vô máy xịt thuốc hoặc là gắn vô máy máy gì cũng được. Đó là mình tháo cái đầu nó ra mình làm được nhiều việc. Và nó chạy là đang chạy là dây cu ro. Tại vì những đầu máy dơ rời là phải có dây cu ro. Đó, bà con thích làm gì làm. Còn con này nó đang xài dàn sới đằng sau nha. Đó, dàn sới đằng sau nha. Đây, sới nó nằm đằng sau nha bà con. Răng ở đây. Dòng này bà con có thể sới sới rất là ngon. Tại vì cái răng sới này nó là bên Nhật họ thiết kế sới rất là đã. Nhưng mà dòng này thích hợp cho bà con sới đất, gọi là đất xốp nha. Đất xốp. Đó. Con này nó có số nhanh số chậm nữa nha bà con. Có số nhanh số chậm nữa, đi tới đi lui số nhanh số chậm. Rồi. Bà con có nhu cầu thì liên hệ với anh trai mình, gọi video để anh mình tư vấn và hướng dẫn cho bà con cách sử dụng nha. Chứ bà con mua máy này đừng gọi cho mình nha, mấy anh em mà có số của mình rồi thì đừng gọi cho mình nha. Nhớ là liên hệ cho số điện thoại anh trai mình để bên dưới video nha. Đừng gọi cho mình nha bà con. Lưu ý trước khi gọi. Rồi. Rồi video nó cũng dài rồi, muốn mình quay sơ qua giới thiệu cho bà con những cái mặt hàng mà anh mình ông bán lẻ, rồi các bạn có nhu cầu thì gọi trực tiếp cho anh mình cho nó nhanh nha bà con. Rồi. Đi bố xin kết thúc video nha. Xin mến chào bà con. Xin chào và tạm biệt, chúc bà con có một ngày làm việc mạnh khỏe và vui vẻ. Xin chào bà con.